Thích Trân Quang bị bóc trần, vua marketing hàng giả Hoàng Chí Bảo quay xe. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một clip ghi hình ông Hoàng Chí Bảo phát biểu với ông Thích Trân Quang như sau. Trường Đại học Luật, giáo sư hướng dẫn của ông ấy có thiết tha mời tôi dự cái buổi bảo vệ luận án này. Tôi không hề đọc cái luận án này để nói rõ về quan hệ. Tôi là khách mời không tham gia hướng dẫn. Tôi không tham gia hội đồng chấm luận án. Tôi đến dự với tư cách một khách mời của Trường Đại học Luật và họ mời tôi phát biểu. Thì căn cứ vào nhận xét của giáo sư hướng dẫn ông Thích Trân Quang, căn cứ vào hội đồng chấm luận án, họ mời tôi phát biểu thì tôi phát biểu trên cơ sở các cứ liệu đó cũng như vài lời động viên thế thôi. Và đấy là điều rất thường tình trong sinh hoạt khoa học mà chúng ta đều biết, chứ tôi không có mối quan hệ nào với ông Thích Trân Quang và càng không chịu trách nhiệm về những gì ông ấy làm trong hành đạo. Chỉ biết rằng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có kỷ luật với ông ấy. Trước đó, mạng xã hội đã xuất hiện một quyết định miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Kinh tế, Pháp luật và Quản lý đối với ông Hoàng Chí Bảo. Quyết định này ký vào ngày 31 tháng 5. Ông Hoàng Chí Bảo vốn là người nổi tiếng với những mẩu chuyện về huyền thoại Hồ Chí Minh. Chính ông là người đã bịa ra câu chuyện Bác Hồ nói đến 29 thứ tiếng và Bác Hồ kết bạn với đại danh hào Picasso vân vân để mà tuyên truyền. Trong thời đại kết nối toàn cầu, những mẩu chuyện vô căn cứ này cứ nhanh chóng bị cộng đồng mạng bóc trần là bịa đặt, là tuyên truyền rẻ tiền. Những mẩu chuyện này vừa thiếu cứ luận lịch sử khả tín, vừa thiếu tính logic, nên việc tuyên truyền này là lợi bất cập hại. Thay vì nâng ông Hồ Chí Minh lên mây, ông Bảo lại khiến thiên hạ đem những mẩu chuyện mà ông kể ra để mà làm trò cười. Từ đó chính ông gián tiếp làm mất thiêng huyền thoại Hồ Chí Minh trước công chúng. Có người đánh giá ông Hoàng Chí Bảo là một loại giáo sư đậm chất xã hội chủ nghĩa, là mẫu người được chế độ này hôn đúc thành công theo kỳ vọng của họ. Ông sùng bái lãnh tụ một cách thái quá, ông luôn luôn cúi quyền thế một cách hèn hạ, ông dùng dối trá để vuốt ve chế độ, ông nhồi sọ không biết bao nhiêu người khác. Nói chung, ông là loại trí thức không bằng chất thải như lời Mao Trạch Đông nhận xét. Hoàng Chí Bảo là một loại người có lợi thế cho chế độ nhưng rất tai hại cho xã hội. Những người được chế độ tạo dựng theo mẫu như giáo sư Hoàng Chí Bảo không có chính kiến, không trung thực, không uy tín và tất nhiên không tử tế. Bằng chứng là khi ông Thích Trân Quang bị xã hội vạch mặt thì lập tức ông Bảo đã nuốt lại toàn bộ những gì móng phun ra vào ngày bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Thích Trân Quang. Việc ông Hoàng Chí Bảo quay xe chẳng khác nào ông thừa nhận rằng những lời nói của ông ngay trong bảo vệ luận án tiến sĩ của Thích Trân Quang là marketing quảng cáo cho một loại hàng giả. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu ông Hồ Chí Minh có những phẩm chất như ông đã kể hay không? Trên mạng xã hội có người kết luận rằng ông Hoàng Chí Bảo là chuyên gia marketing hàng giả, ám chỉ rằng những thứ mà ông Hoàng Chí Bảo tô vẽ với ông Hồ Chí Minh cũng đều giả hết, và thực tế không khó để nhận ra điều đó. Một chế độ đào tạo ra những nô bộc tận tụy phục vụ chế độ dựa trên sự dối trá cứ ngỡ là thành công. Nhưng không phải như thế, chính loại người này đang bôi trò chát chấu vào mặt chế độ này rất hiệu quả. Hình ảnh ông Hoàng Chí Bảo một lần nữa cho thấy bản chất của chế độ, một con người được đào tạo để tuyên truyền và giờ lại trở nên phản tuyên truyền. Chẳng lời nói nào xấu xa chế độ có thể làm xấu bộ mặt Đảng Cộng sản bằng chính ông Hoàng Chí Bảo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Thích Trân Quang bị bóc trần, vua marketing hàng giả Hoàng Chí Bảo quay xe. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Vì sao Tô Chủ tịch làm marketing cho Vượng Vin, miếng bánh ngon cho Chủ tịch nước phải không? Trong chuyến công du đến Lào mới đây, Chủ tịch nước Tô Lâm mang theo 20 chiếc xe điện VinFast tặng cho chính phủ đảo. Điều đáng nói là đích thân ông Tô Lâm cầm lái một chiếc xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith. Việt Nam từng đón rất nhiều nguyên thủ của các cường quốc ô tô trên thế giới,
nhưng chẳng ai lại làm marketing cho một hãng ô tô quê nhà như ông Tô Lâm. Có thể trong đoàn tháp tùng những nguyên thủ này có đại diện của các hãng xe, tuy nhiên, việc kết nối với đối tác là công việc của các doanh nghiệp. Nguyên thủ quốc gia chỉ là người kết nối và đại diện cho cả đất nước Việt Nam. Ở Việt Nam, nếu doanh nghiệp lớn mà không có chỗ dựa chính trị, thì hoặc là doanh nghiệp đó sẽ bị làm thịt, hoặc không có cơ hội lớn mạnh. Những doanh nghiệp đang tồn tại và phát triển tốt, chẳng qua thế lực đỗ đầu cho họ chưa bị lộ, chứ không phải là họ sạch sẽ hay giỏi giang gì. Vingroup ở Việt Nam là vua trong giới doanh nghiệp, ngay cả những doanh nghiệp từng được các thứ trụ đỡ đầu như Phúc Sơn của Hậu Pháo hay Thuận An của Nguyễn Duy Hưng thì cũng không được chính quyền công khai ưu ái như Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng. Vingroup được ban tuyên giáo chỉ đạo cho hàng trăm tờ báo tung hô, được Bộ Công an bịt miệng những tiếng nói phê phán chỉ trích. Giờ đây VinFast lại được ông Chủ tịch nước đầy quyền lực làm truyền thông. Nhìn vào cứ như là cả đảng Cộng sản, trong đó có ông Chủ tịch nước đều đang làm thuê cho ông Phạm Nhật Vượng vậy. Cho tới nay vẫn chưa lộ mặt những nhân vật nào là thế lực đỡ đầu cho Vingroup, nhưng chắc chắn thế lực đỡ đầu cho Vingroup lớn hơn Phúc Sơn và Thuận An rất nhiều. Một doanh nghiệp mà có thể khiến cho cả Chủ tịch nước phải làm marketing cho nó thì có thể trong doanh nghiệp đó có cổ phần của ông Chủ tịch nước. Vingroup có thể nói là một doanh nghiệp ngoài quốc danh lớn nhất Việt Nam và cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc đầu tư ngành ô tô ra nước ngoài. Tuy nhiên, càng ra nước ngoài thì lại càng thảm bại, càng thua lỗ lớn. Câu hỏi mà dư luận đặt ra là tại sao lại như vậy? Nguyên nhân vì Vingroup lớn lên trong môi trường cạnh tranh không lành mạnh. Cho đến nay, Mỹ và các nước châu Âu vẫn chưa thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, mặc dù các nhân vật tứ trụ hết năm này đến năm khác vẫn năn nỉ các nước trên để thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Bởi Việt Nam không chịu cởi trói cho nền kinh tế, nên không thể là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa cho được. Nếu cởi trói thì đảng và các quan chức mất đi miếng ăn quá lớn. Mà đã là nền kinh tế phi thị trường thì chẳng có doanh nghiệp nào đủ tầm để bơi ra biển lớn. Doanh nghiệp trong nước dù có vẻ lớn mạnh nhưng chẳng thể tự đứng vì thói quen dựa dẫm, vì văn hóa sát phạt hơn thua. Chỗ dựa của doanh nghiệp chính là chính quyền lực chính trị, nhờ đó doanh nghiệp tìm cách móc túi toàn dân bằng chính sách hoặc bằng sự bảo kê, và đó chính là miếng bánh ngon cho các quan chức, trong đó có Chủ tịch nước. Ông Tô Lâm làm marketing cho VinFast và Phạm Minh Chính, Ban tuyên giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng quảng cáo marketing cho Vin, và chắc chắn họ không phải là làm không công. Nếu không có được miếng ăn ngon, những chiếc bánh lớn của doanh nghiệp, thì có thể chính quyền đã thịt luôn cả doanh nghiệp để mà đánh chén chứ không che chở và nhiệt tình làm marketing quảng cáo cho doanh nghiệp đến như vậy. Hiện nay VinFast vẫn đang lỗ và tiếp tục lỗ ngày một nhiều hơn. Không có bất kỳ triển vọng nào để phát triển. VinFast đã bị thị trường Mỹ từ chối và cũng chẳng giành được tình cảm gì của khách hàng ở Thái Lan. Nếu chỉ là một doanh nghiệp tư nhân không dựa vào chính trị thì Vin đã kiệt sức từ lâu rồi. Tuy nhiên, miếng bánh trong túi 100 triệu dân còn lớn lắm, Vượng và thế lực chính trị cung đình còn nhiều dư địa để khai thác. Chỉ có dân là khốn khổ vì bị móc túi, bị thu hồi đất với giá bèo bọt mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì thao Tô Chủ tịch làm marketing cho Vượng Vin, miếng bánh ngon cho Chủ tịch nước là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d